Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay là mình đang tưới nước cho bí hồ lô của mình nha các bạn. Sẵn là mình quay cho các bạn xem luôn. Và cũng như là mình sẽ trả lời cho các bạn những cái câu hỏi mà các bạn đã hỏi mình trong những cái video trước ha. Thì có một bạn tên là Hoa Lê đó. Thì bạn này có hỏi mình là khi mà mình trồng bí hồ lô đó thì tầm khoảng bao nhiêu ngày thì mình mới nên xịt phòng cái bệnh sương mai cũng như là cái bệnh phấn trắng nha mọi người. Thì trong những video trước thì mình cũng có là chia sẻ cho các bạn là những cái loại thuốc mà để xịt phòng rồi. Nhưng mà các bạn là chưa biết được cái thời điểm phải không? Thì hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Thì cái thời điểm mà mình mà bắt đầu mà mình xịt phòng những cái bệnh như là bọ trĩ nó tấn công rồi sương mai các bạn cũng như là phấn trắng đó, thì khi bí của mình á là nó rơi vào khoảng đâu là 10 ngày tuổi nha mọi người ha. Là mình bắt đầu là mình xịt cho nó một cái cử là phòng cái bệnh là bọ trĩ mà nó tấn công nha mọi người ha. Mọi người có thể sử dụng thuốc là Aqua ha để mình xịt phòng cái bọ trĩ. Còn cái sương mai các bạn thì các bạn có thể là sử dụng cái thằng Mad Hero ha, 340 WB nha các bạn. Thì nó là dạng bột nha, và gói này là 20g. Và mình có để link ở dưới cái đường mô tả đó các bạn, bạn bấm vào các bạn mua trên Shopee luôn. Chị rất là hay luôn. Mình xịt một mình thằng nó thôi là mình có thể mình trị được cái bệnh là sương mai rồi. Hai nữa là các bạn có thể là sử dụng thằng Cariotop ha. Hoặc là các bạn có thể là sử dụng là Acrobat ha, MZ ha. Thằng này là nó trị luôn cái bệnh là phấn trắng và đốm trắng nha mọi người ha, rất là hay luôn. Đó. Và thằng Cariotop này thì nó cũng có phòng được luôn cái bệnh là sương mai nha mọi người. Đó. Thì tiếp theo nữa mà mình có thể là mình bổ sung kẽm cho nó thì mình có thể mình sử dụng thằng Antracon ha. Thì gói này nó tầm khoảng 100g. Mình để link cho các bạn mua luôn. Đó. Còn đối với những cái bệnh như là nấm bệnh nè các bạn, nấm bệnh là tháng thư này nọ nè, thì mình có thể là mình sử dụng là thằng Casumin ha, hoặc là thằng Casuran. Đó, thì để link cho các bạn luôn. Còn cái thuốc mà như mà bí của mình mà nó bị nứt dây này nọ các bạn, mà nó kiểu như nó muốn lỡ cổ rễ đó, thì mình có thể sử dụng thằng Alias, hoặc là bạn có thể sử dụng thằng Beran. Đó. Thì ở đây mình up luôn cái link thuốc ở trên cái màn hình của mình á cho các bạn xem cho nó tiện nó dễ luôn ha. Thì hiện tại là mình đang tưới nước cho bí nha mọi người. Bí của mình thì nó cũng không có được tốt mấy, nhưng mà nay nó cũng đã có nụ rồi nha mọi người ha. Mình đã lặt đi những cái bông đực rồi, mình chỉ để lại một số cái bông cái thôi. Thì nay mai là mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách mà úp nụ cho bí hồ lô nha các bạn. Thì nó cũng rất là dễ thôi các bạn. Thì mình chỉ lấy những cái bông đực rồi mình úp vô những cái bông cái thôi. Thì đối với nhưng mà những cái bạn mới á, mà các bạn không biết những cái bông cái và những cái bông đực nó như thế nào á, thì mình xin chia sẻ luôn. Thì đối với cái bông cái các bạn thì ở dưới nó có một cái nụ, có một cái trái nó rất là nhỏ, đúng không? Còn cái bông đực á, thì nó sẽ không có cái trái, nó có luôn cái bông. Thì mình canh lúc khoảng 8 giờ đến 10 giờ sáng á, thì mình úp nụ cho nó thôi, rất là dễ. Không có gì khó các bạn. Còn tưới nước cho bí các bạn thì mình nên tưới vào cái buổi chiều hoặc là cái buổi sáng các bạn, nó rất là tốt luôn. Như hình ảnh các bạn đang xem nè, mình tưới nước cho nó vào cái buổi chiều. Cái buổi chiều các bạn là nó không có ảnh hưởng từ cái ánh nắng mặt trời. Khi mà ví dụ như mà buổi 11 đến 12 giờ trưa đi, bạn thấy nó nắng quá đúng không? Bạn tưới đi là cái rất là dễ, cái bộ rễ của mình nó rất là dễ hư luôn. Tại vì trời nó đang nắng mà bạn tưới nước vô á, rồi nó nóng luôn cái bộ rễ. Nó rất là dở. Mình nên tưới vào cái buổi chiều các bạn. Và tối nó hút lên là rất là ok luôn, cây nó phát triển rất là tốt. Thì các bạn nào mà có bình luận trong kênh của mình muốn hỏi mình gì đó thì các bạn hãy bình luận ha, thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Thì bữa giờ thì mình cũng đang làm cái chủ đề về trồng bí hồ lô cũng như là trả lời câu hỏi cho một số bạn. Thì bạn nào hỏi mình thì mình sẽ rep lên cái video luôn, mình chia sẻ luôn. Còn mà những cái câu hỏi nào mà nó quá dễ đó thì mình sẽ trả lời trực tiếp cho các bạn qua cái tin nhắn luôn ha. Còn cái vấn đề như là thuốc men này nọ nè thì mình làm video mình chia sẻ cho các bạn nó kỹ thêm một chút. Để mình đi lên để mình quay cho các bạn xem về cái dàn bí của mình ha, mình đang tưới nước ha. Ở đây mình trồng cũng khá nhiều chứ không có trồng ít đâu. Mình bỏ ra nguyên cái khu mà mình xen canh với cây bưởi đó, mình trồng mình thí nghiệm luôn các bạn. Kiểu như là mình không có ngắt đọt luôn á. Mình trồng theo cái cách của mình. Còn cái đám này thì mình đã nó ngắt đọt hết rồi. Không phải là mình không ngắt đọt, nhưng mà mình đợi nó khoảng đâu 1 mét á thì mình mới ngắt đọt nó.
để coi cái độ nó phát triển nó như thế nào. Chứ cái này đúng ra thì bí nó tầm khoảng đâu là 8 đến 9 lá mình là mình cắt đọt cho nó rồi, thì nó tầm khoảng đâu là 20 đến 21 ngày đó, thì tầm đó, đó là nó ra khoảng đâu là từ 8 đến 9 lá. Mình nên đếm những cái lá thật nha mọi người ha, những cái lá quà nhỏ 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 là mình không có tính nha. Đây các bạn, buổi chiều thì mình quay cái video này thì nó cũng hơi ồn, tại vì có cái loa phát thanh đó nó phát, nhưng mà kệ, nhưng mình cũng quay luôn, cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đâu. Thì các bạn mà trồng đồ thì các bạn nên đi cái hệ thống ống nước nha, tưới nó rất là đẹp luôn và nó đều nữa nữa các bạn. Còn mình tưới bằng cái bung tưa đó các bạn, mà bạn lấy cái vòi nước đó, bạn xịt đó, tưới nó không có đều, cái dây bí của mình nó không có thấm hết. Khi mà cái dây bí của mình mà nó trong cái giai đoạn mà nó khoảng đâu là 30 ngày tuổi đó các bạn, thì các bạn nên tưới bằng cái hệ thống ống nước ha, thì nó sẽ ok hơn, tại vì nó phát triển. Tại vì á, khi mà bí của mình các bạn mà nó bò ra ngoài đất đó, thì những cái mắt bí đó các bạn thì nó cũng có rễ, nó đâm thẳng xuống đất luôn, nó hút luôn. Thì do đó thì mình tưới cái này các bạn thì nó rất là đều. Còn đối với những bạn mà trồng leo vàng đó, mà để cho bí như thế này thì nó không bằng, tại vì nó chỉ hút từ cái bộ rễ thôi. Trồng bí mà cho nó bò đất các bạn thì nó ăn rất là dai, trái của nó sẽ nặng ký hơn. Một trái bí như thế này là ví dụ như một chèo là mình lấy một trái, thì một trái là nó tầm khoảng đâu là 7 đến 8 lạng á, có khi là mình còn nhiều hơn nữa nha các bạn ha. Tùy theo vào các bạn mà đi cái phân cho nó. Thì thông thường thì mình chỉ đi cái phân là 20 15 nè, cộng với thằng canxi bo đó. Thì các bạn nào mà không mua được cái thằng 20 15 thì các bạn cũng có thể sử dụng cái thằng 16 10 16 8 cũng được. Nó cũng dạng như cái dòng phân nó dễ tan. Sử dụng cái thằng DAP cũng vẫn được nha mọi người ha. Nhưng mà tuyệt đối là không nên sử dụng cái thằng ure. Thằng ure nó đạm cao lắm, mà các bạn mà không biết các bạn bỏ nó quá tay mà nó vô gốc ha, là nó trái rễ liền, vàng lá liền. Vàng lá thì nó có nhiều cái nguyên nhân lắm. Nó bị tấn công từ bộ trĩ nè, hai nữa là đạm cao á. Ở đây mình cũng có một số dây bí mà nó bị vàng lá nha mọi người ha, nó bị lẩu luôn. Buổi chiều mình quay cho các bạn xem thôi. Bạn nào chưa đăng ký kênh của mình hãy bấm nút đăng ký nha mọi nha các bạn ha, để mình có động lực để mình quay cho các bạn xem. Chứ làm video mà không ai xem mình cũng nản nản, tại vì mình cũng chuyện cũng nhiều lắm, nhưng mà thấy các bạn quan tâm về chủ đề trồng bí này đó thì mình cũng ráng mình quay cho các bạn xem. Thôi mình quay tới đây thôi nha mọi người ha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình nha.